Lạ lùng với dàn thần tiên bây giờ của màn ảnh Hoa ngữ. Triệu Lệ Dĩnh chọn sao hài làm đệ nhất mỹ nhân tiên giới. Công chúa quận chúa thì nhạt nhẽo. Vài năm trở lại đây, chẳng hiểu sao gu casting của các nhà sản xuất Hoa ngữ ngày càng mặn. Dù thiết lập của nhân vật là vạn người mê, nhưng họ lại chọn những cái tên không phù hợp, khiến khán giả phải kêu trời mãi không thôi. Nếu như một hay hai lần còn có thể hiểu, nhưng ngày càng có nhiều nhân vật như thế xuất hiện trên màn ảnh làm người ta mất dần niềm tin vào phim ảnh xứ Trung. Nhậm Mẫn. Với màn thể hiện gây thất vọng trong Ngọc Cốt Dao, Nhậm Mẫn đã chính thức ghi tên mình vào danh sách sao nữ không nên đóng phim cổ trang. Vai Chu Nhan vốn là quận chúa, nhưng Nhậm Mẫn vừa không có thần thái của một Kim Chi Ngọc Diệp, lại càng chẳng có dung mạo của một mỹ nhân cổ trang. Kết hợp với việc thiếu hợp tác với stylist và để kiểu tóc mái giả chân, người đẹp này đã góp phần làm giảm chất lượng của Ngọc Cốt Dao, biến phim bom tấn được kỳ vọng thành phim xịt. Vậy mà cô gái trẻ này vẫn chưa chịu rút kinh nghiệm, cố chấp với phim cổ trang nữa và mang đến những khoảnh khắc đáng quên cho khán giả. Lý Canh Hy. Lý Canh Hy vốn có duyên khán giả rất tốt cho đến khi góp mặt trong Tuyết Trung Hãn Đao Hành. Nhan sắc chưa tới nhưng cô lại cố chấp làm nàng công chúa Khương Nê để rồi toàn nhận về lời cay đắng. Bởi Lý Canh Hy không hề có thần thái cao quý đoan trang, lại càng thiếu nhan sắc để làm một đệ nhất mỹ nhân. Gồng mình để vào vai không hợp, kết quả là duyên khán giả mà Lý Canh Hy mất công gây dựng mấy năm qua đã tan biến hoàn toàn. Các tác phẩm mà sao trẻ này tham gia gần đây đều rất mờ nhạt, chẳng còn được yêu thích như ngày xưa. Châu Đồng Vũ. Dù Thiên Cổ Quyết Trần được đánh giá là tác phẩm tốt, nhưng chừng ấy thôi vẫn chẳng thể cứu vớt được nữ chính Châu Đồng Vũ. Là tam kim ảnh hậu, diễn xuất của cô miễn bàn rồi, nhưng dáng người nhỏ nhắn cùng khuôn mặt nhạt nhòa của nữ diễn viên lại biến ưu điểm thành khuyết điểm, khiến cô nhận về không ít lời cay đắng từ khán giả. Rồi chẳng biết có phải rớp hay không mà kể từ đó, phim ảnh của Châu Đông Vũ cũng xuống dốc theo luôn, các dự án khủng ra rạp đều vướng tranh cãi, lại còn thua lỗ nặng nề nữa cơ. Dương Mông Ân, Dương Lạp. Dương Mông Ân và Dương Lạp vốn là hai cái tên nổi lên từ sâu hài độc thoại. Lẽ ra, duyên khán giả của họ sẽ rất tốt nếu cả hai không góp mặt trong 7 kiếp Cát Tường và hóa thành dàn thần tiên là Lý Thiên Vương cùng Chuyển Mệnh Tinh Quân. Trong làng hài độc thoại, họ đã chẳng được coi là đẹp rồi, nói chi bước sang làng phim vốn có những tiêu chuẩn về cái đẹp rất cao. Âu Dương Nana. Thời gian này, Âu Dương Nana lại khiến khán giả thất vọng thêm lần nữa khi hóa thân thành đệ nhất mỹ nhân trong Vĩnh An Mộng. Thật ra, từ thuở mới có tin đồn casting vai diễn này, khán giả đã phản đối cô vào vai vì không hợp. Tuy nhiên, Âu Dương Nana và nhà sản xuất đã bỏ ngoài tai tất cả, khăng khăng làm theo ý mình. Kết quả thì giờ ai cũng thấy rõ, sự cố chấp của họ đã dẫn đến cảnh Vĩnh An Mộng flop thê thảm, chiếu rồi kết thúc mà chẳng để lại chút sự chú ý nào. Lạt Mục Dương Tử. Bộ phim Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh vốn nhận được phản hồi rất tốt từ khán giả cho đến khi Lạt Mục Dương Tử xuất hiện. Nhân vật U Lan của cô trong nguyên tác được miêu tả là đệ nhất mỹ nhân thống lĩnh tiên giới. Thế nhưng, từ dáng người cho đến ngũ quan của Lạt Mục Dương Tử đều chẳng liên quan gì với nhân vật cả. Đừng nói là mỹ nhân, đến hai chữ thần tiên cũng chẳng phù hợp với Lạt Mục Dương Tử. Đến tận giờ, chẳng ai hiểu được tại sao Triệu Lệ Dĩnh là nhà sản xuất của Giữ Phượng Hành lại có thể lơ là khâu casting như thế.